Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh và trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa đúng về dịch bệnh corona, mới đây, Tổ chức Y tế WHO cùng Bộ Y tế đã giải đáp 11 thắc mắc có liên quan đến virus corona, hay còn gọi là COVID-2019. 1. Virus corona chỉ lây bệnh cho người già, có lây bệnh cho người trẻ. Mọi người ở tất cả các lứa tuổi đều có thể bị nhiễm virus corona. Những người lớn tuổi và những người có các bệnh sẵn như là hen, tiểu đường và bệnh tim sẽ có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng bởi virus corona hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân ở tất cả các độ tuổi cần chủ động phòng bệnh cho mình bằng cách thực hiện tốt vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp. 2. Máy quét thân nhiệt có tác dụng thế nào trong việc phát hiện người bị nhiễm virus corona? Máy quét thân nhiệt có hiệu quả trong việc phát hiện những người bị sốt do nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên, máy không thể phát hiện ra những người bị nhiễm bệnh nhưng chưa hoặc không bị sốt, do thời gian ủ bệnh phải mất từ 2 đến 10 ngày hoặc hơn thì người bị nhiễm bệnh mới phát bệnh và bị sốt. 3. Virus corona có thể tồn tại ở khí hậu nóng ẩm không? Virus corona có thể tồn tại ở khí hậu nóng ẩm. Bằng chứng là đại dịch này đã lan sang các quốc gia cả khí hậu nóng và ẩm, lạnh và khô. Vì thế, bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa dù ở nơi nào hay quốc gia nào. 4. Ăn tỏi có giúp ngăn ngừa virus corona? Tỏi là một thực phẩm tốt cho sức khỏe và có tính kháng khuẩn. Mặc dù vậy, chưa có bằng chứng nào chứng minh ăn tỏi giúp ngăn ngừa virus corona. 5. Rửa mũi bằng nước muối có ngăn ngừa nhiễm virus corona? Chưa có bằng chứng cho thấy việc rửa mũi thường xuyên bằng nước muối có thể giúp bạn không bị nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên, vẫn có bằng chứng cho thấy việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối sẽ giúp cho mọi người hồi phục nhanh hơn khi mắc bệnh cảm lạnh thông thường. Mặc dù vậy, việc làm này chưa được chứng minh sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. 6. Nước súc miệng có giúp tránh lây nhiễm virus corona mới? Không có bằng chứng cho thấy việc sử dụng nước súc miệng sẽ bảo vệ bạn khỏi nhiễm virus corona mới. Nhiều sản phẩm súc miệng giúp loại bỏ vi khuẩn nhất định trong nước bọt vào miệng trong vài phút, nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ bảo vệ bạn khỏi virus corona. 7. Vaccine phòng bệnh viêm phổi có bảo vệ bạn khỏi virus corona được không? Vaccine phòng bệnh viêm phổi cũng như vaccine phế cầu khuẩn, vân vân, không giúp bảo vệ bạn khỏi virus corona mới. Do đây là loại virus mới và khác biệt nên cần vaccine đặc hiệu riêng. Hiện các nhà khoa học đang tiến hành phát triển vaccine chống lại virus corona. 8. Nhận thư hoặc bưu kiện từ Trung Quốc về có an toàn không? Những người nhận bưu kiện từ Trung Quốc không có nguy cơ bị nhiễm virus corona. Nhiều phân tích trước đây cho thấy virus corona không tồn tại lâu trên các đồ vật như thư hay bưu kiện. 9. Có thuốc đặc hiệu để phòng và điều trị virus corona không? Tính đến thời điểm hiện tại, không có thuốc đặc hiệu để phòng và điều trị virus corona mới. Mặc dù vậy, những trường hợp nhiễm bệnh do virus vẫn cần được chăm sóc phù hợp và điều trị triệu chứng. Những trường hợp nhiễm bệnh nghiêm trọng cần được chăm sóc và điều trị tích cực. Một số biện pháp điều trị đặc hiệu đang được nghiên cứu và sẽ đưa vào thử nghiệm lâm sàng. 10. Kháng sinh có thể phòng và điều trị virus corona mới không? Kháng sinh không thể diệt được virus mà chỉ có tác dụng với vi khuẩn. Vì thế, kháng sinh không phải là biện pháp để phòng hay điều trị bệnh. Tuy nhiên, nếu bạn phải nhập viện do bị nhiễm virus corona, bạn có thể được chỉ định dùng kháng sinh để điều trị các bệnh do đồng nhiễm khuẩn. 11. Động vật nuôi có thể lây truyền virus corona mới không? Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy động vật như chó, mèo có thể nhiễm virus corona mới. Dù vậy, bạn vẫn nên rửa tay với xà phòng sau khi tiếp xúc với động vật. Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều vi khuẩn gây bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người như E. coli và Salmonella. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã lên đến hơn 71.000 ca. Riêng ở Việt Nam đã có 16 ca và 7 ca đã bình phục. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp đang cách ly chờ theo dõi. Vì thế, mỗi người cho chúng ta cần phải nâng cao ý thức để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho cả cộng đồng. Hy vọng video này đã có thể giải đáp một số thắc mắc của nhiều người về virus corona chủng mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đặt online ra hàng tận nhà đúng giờ, giảm 50% phí giao khi mua từ 300.000 đồng, đổi trả sản phẩm trong vòng 48 giờ, đặt mua online ngay tại Bách Hóa Xanh. Chọn Bách Hóa Xanh, mua nhanh, mua dễ.